Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA, đài tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam với bác sĩ Đỗ Văn Hội. Trà My kính chào quý vị và xin kính chào bác sĩ Hội. Vâng, chào cô Trà My, chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình trực tiếp của chúng tôi. Trong lúc chương trình diễn ra ít nhất nửa giờ đồng hồ, quý vị có bất cứ những thắc mắc nào liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe, thuốc men, bệnh tật, xin vui lòng gửi dưới phần bình luận. Trong lúc chương trình diễn ra, chúng tôi sẽ chuyển tới bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida. Bác sĩ sẽ trả lời trực tiếp cho quý vị những cái thắc mắc của quý vị. Và hiện bây giờ thì chúng tôi bắt đầu nhận câu hỏi. Quý vị hãy gửi vào ngay nhé. Trà My vừa thực hiện chương trình và vừa theo dõi màn hình để lấy những cái câu hỏi cho bác sĩ Hội. Ngày hôm nay mình nói về thông tin mới liên quan tới COVID-19, tức là dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, thưa bác sĩ Hội. Với những thông tin cập nhật từng ngày, thì những chương trình hàng tuần đây là một cái dịp để mình giới thiệu đến quý vị những thông tin mới đó, cũng như giải thích cho người ta được hiểu rõ hơn về thuốc men, chữa như thế nào và phòng như thế nào. Cho tới hiện giờ thì Trà My được biết là thông tin mới nhất là cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA, đã cho phép sử dụng một loại thuốc duy nhất hiện nay là Remdesivir, xin lỗi quý vị, Remdesivir, để mà chữa trị khẩn cấp cho bệnh nhân COVID-19. Thuốc này ở đâu, nguyên tắc hoạt động như thế nào và những ai được dùng, thì xin mời quý vị theo dõi phần trình bày của bác sĩ Hội. Thứ nhất, thưa bác sĩ Hội, cái thuốc này không phải là thuốc mới chế cho COVID-19 mà là một loại thuốc có sẵn được áp dụng với cái bệnh này. Thì thưa bác sĩ, trong giai đoạn thử nghiệm hiện nay thì những gì được biết về cái loại thuốc này? Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết cụ thể. Thứ nhất là trước hết tôi xin đọc một cái bản một tóm lược cái bản thông cáo của cơ quan của y tế của chính phủ Hoa Kỳ. Là cái thông cáo đó là ngày 1 tháng 5, tức là cách đây có vài ngày thôi. Hôm nay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là CDC, đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp thuốc kháng virus để điều trị, thử nghiệm lâm sàng, tiếng Anh kêu là clinical trial, những bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 đã được xác nhận bằng xét nghiệm hoặc là nghi ngờ, và những người lớn cũng như là trẻ em nhập viện vì bệnh nặng. Mặc dù có nhiều thông tin còn hạn chế về sự an toàn và hiệu quả của thuốc Remdesivir để điều trị cho những cái người bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện, thì thuốc này đã chứng tỏ, đây cái câu này rất quan trọng, chứng tỏ điều trị thử nghiệm lâm sàng đã làm rút ngắn thời gian phục hồi của một số bệnh nhân. Đó, thưa tôi xin giải thích cho thế này, tại sao nó kêu là khẩn cấp? Bởi vì hiện tại đó, nếu mà một cái thuốc á, mà muốn được công nhận á, nó phải cả 5, 2 năm, nhiều khi cả 10 năm nữa cơ. Thì cái thuốc này á, thực sự đã được thử nghiệm từ thời mà dịch Ebola, tức lâu lắm rồi, tức là cả chục năm nay rồi. Thì bây giờ đó người ta cũng đang tìm để làm thế nào thì nó có thể nó có hiệu nghiệm đối với lại cái dịch Ebola. Nhưng mà hiện nay vì khẩn cấp thì người ta lại cho điều trị thử nghiệm trong vài tháng vừa qua. Thì sau những cái thử nghiệm đó cho cái con COVID-19 này đó, thì người ta thấy rằng nó có hiệu quả. Nhưng mà cái hiệu quả đến cái mức hiệu nghiệm thật sự như thế nào, cũng như là cái nó kêu là cái an toàn như thế nào đó, thì chưa đủ thời gian, chưa đủ những cái tiêu chuẩn để mà FDA có thể công nhận đây là cái thuốc chính thức để mà điều trị. Do đó đó thì người ta gọi nó kêu là một cái ủy quyền sử dụng khẩn cấp, cái tiếng Anh nó kêu là EAU, đó, tức là sử dụng khẩn cấp đó, thưa quý vị. Thì như vậy đó, thì khẩn cấp có nghĩa là gì? Vì trong cái dịch bệnh mà chết quá nhiều đi thì là FDA cho phép bây giờ người ta điều trị, thì chỉ kêu là thử nghiệm lâm sàng. Đó, thưa quý vị, đó là những cái điều mà người ta vẫn còn nghiên cứu trong những cái ngày kế tiếp để coi nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại người ta thấy rằng là không có thuốc nào hơn cái thuốc này. Không có thuốc nào mà đã được điều trị, đã được công nhận cũng như là đã có từ trước đến nay đó hơn thuốc này. Và hơn nữa đó, những cái kêu là những cái phản ứng phụ đó thì tương đối nó không có đến nỗi mà nó quá nặng đi để người ta phải và người ta thấy như thế có thể chấp nhận được. Đó, thì lát chúng ta sẽ nói chi tiết hơn đó, thưa quý vị. Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ, cái loại thuốc này thì trước nay trên thị trường có đã được sử dụng chưa, và sử dụng cho những bệnh nào, hay là đây chỉ là một cái loại thuốc mà người ta thử nghiệm từ Ebola cho tới nay chưa có được ra đại trà ứng dụng trên thị trường, thưa bác sĩ? Hiện tại thì thuốc này vẫn chưa được chấp nhận để mà điều trị cái gì cả. Mặc dù đã được đang thử nghiệm lâm sàng trước đây Ebola, thì người ta thấy nó có nhiều cái, nó kêu là có những cái tốt, nó có những cái, nghĩa là nó có kết quả, nhưng mà vẫn chưa được chấp nhận.
nghĩa là chưa có trên thị trường và bác sĩ không được có quyền ghi tên ghi toa. Thì hiện tại đó thì người ta đã cho thử nghiệm lâm sàng lên trên cái COVID-19 này thì thấy có kết quả như chúng ta vừa nói đó, có hiệu nghiệm, có kết quả, nhưng mà chưa đủ thời gian. Bởi vì một cái thử nghiệm lâm sàng đó, nó đòi hỏi rất là nhiều, nó kêu là 5 cái giai đoạn. Giai đoạn 1 là thử ở trên những con thú vật. Giai đoạn 2 đó là bắt đầu nó có thể cho thử trên người. Rồi trên người nó phải có nhiều giai đoạn. Nó có những cái nó có những cái nguyên tắc, cái tiêu chuẩn rất là đặc biệt. Thì hiện tại nó chưa đủ thời gian, chưa đủ cái số bệnh nhân. Thí dụ như là bệnh nhân có thể là phải mỗi một nhóm nó phải 1.000 người, hay là nhiều nhóm như thế, hoặc là có đôi khi cả 10.000 người. Và cái thời gian đó nó cũng phải rất là dài, đôi khi có thể nhiều năm. Thì hiện tại đó, vì cái tình trạng nó quá khẩn cấp đi, thì chính phủ Mỹ đã cho phép kêu là khẩn cấp sử dụng mà điều trị, kêu là lâm sàng mà thôi, thử nghiệm lâm sàng chứ không phải chính thức, thưa quý vị. Dạ, thưa bác sĩ, để cái câu hỏi vừa rồi để mình phân biệt rất là rõ ràng, tại vì lúc này mình đang có những cái loại thuốc ứng viên để mà điều trị COVID-19 mà có sẵn chứ không phải là mới bào chế. Thì trong những cái loại thuốc có sẵn đó, có cái thuốc chống sốt rét mà người ta cũng bàn tới nhiều. Cái loại này là khác, cái loại này là một cái thuốc chưa có được đưa ra sử dụng cho bệnh nào cả, một cái loại thuốc thử nghiệm từ Ebola cho tới nay. Cho nên nó khác với cái loại thuốc chống sốt rét mà quý vị đã nghe. Thưa bác sĩ, với cái loại thuốc này đó, như bác sĩ nói là nó thử nghiệm lâm sàng, thì Trà My xin được hỏi thăm cái chữ lâm sàng đó mình hiểu như thế nào cho đúng? Tức là chỉ trong một cái vòng rất là nhỏ ở bệnh viện thử nghiệm hay thôi, hay là có thể ứng dụng trong các ca bệnh đại trà hơn? Cái lâm sàng đó, cái tiếng Anh nó kêu là clinical, clinic, tức là ở trong bệnh viện, tức là trực tiếp lên bệnh nhân. Chứ không phải là mình điều trị thử ở trên phòng thí nghiệm. Đây là trực tiếp ở trong trên bệnh nhân và ở trong bệnh viện. Nhưng dĩ nhiên là phải có những cái điều kiện nào đó, chỉ có một số những cái trung tâm đặc biệt thì mới có được phép mà thôi. Bởi vì nó đòi hỏi phải nghiên cứu rất là kỹ càng và cái khả năng chuyên môn rất là cao. Thì do đó nó kêu là clinical, là lâm sàng. Lâm sàng nó có nghĩa là như vậy. Lâm sàng nó nghĩa là ngay cái giường bệnh, đối với người bệnh nhân, trên bệnh nhân. Đó, thì như thế đó, người ta nói là thử, vẫn là kêu là thử nghiệm, trial là thử nghiệm, chứ chưa có cái gì là thực sự. Thì do đó đây cái thời gian vẫn là thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên mà muốn được FDA cho phép để mà làm thử nghiệm lâm sàng này, nó phải đáp ứng được một số những điều kiện trải qua trong vòng những cái tháng ngày vừa qua. Họ đã thử ở trên bên Trung Quốc, họ thử ở trên nước Mỹ, cũng như là nhiều nước ở trên thế giới, chứ không phải là chỉ có một số nơi nào thôi. Họ đã thấy nhiều rồi, thì ta thấy rằng là những kết quả nó có hiệu nghiệm một phần nào, nhưng mà chưa đủ để mà kết luận một cách dứt khoát đó. Thì hiện nay ta cho điều trị là lâm sàng. Giờ cái nguyên tắc của cái thuốc này là cái gì? Là cái thuốc này á, nó làm cho cái con siêu vi COVID-19 đó, nó không có sinh sản được. Nó tạo ra cái môi trường mà nó không sinh sản được. Như thế đó là nó ngăn chặn cái sự lan ra, cái lan tỏa ra. Cái nguyên tắc là cái con siêu vi đó, nó tách làm đôi, làm là nó cứ nhân liền nhiều như vậy. Thì cái này đó, cái thuốc này nó làm cho không nhân lên nữa. Ở đó thì như thế đó, nó tạo cho cái con này không phát triển nữa. Thì không phát triển được đó, thì nó chỉ sống trong thời gian thì nó chết. Rồi đó, nhưng mà cái này không có phải chỉ điều trị không, mà vẫn phải có cái ngưng thở, có cái thuốc để mà giúp cho cái thở, cái thuốc trợ thở đó. Có, nó có cái điều kiện như thế này nữa. Ta điều trị ở cái bệnh này phải bệnh nặng, bệnh nhẹ người ta không điều trị. Bệnh nặng nó có theo cái định nghĩa của cái thông cáo này là gì? Là những người có cái độ oxy đó ở trong máu nó thấp. Thường thường nó 90-95 trở lên thì bây giờ nó thấp. Nó thấp như vậy có nghĩa là gì? Là cái phổi chúng ta không hoạt động đầy đủ, không có cái dưỡng khí, nó không có được hấp thu. Và như thế đó là cái độ dưỡng khí, là oxy nó thấp ở trong cơ thể của chúng ta. Vì thế đó, những trường hợp đó mới được là điều trị. Còn những trường hợp thông thường, những người mà mắc bệnh đó mà triệu chứng nó chỉ sơ sài thôi, người ta không có điều trị. Đấy, thưa quý vị, phải nói rõ là phải bệnh nặng. Nặng như là tôi vừa nói là thấp, cái lượng oxy ở trong máu là thấp. Thứ hai là những người đó là cũng cần được trợ thở, chứ không phải là chỉ dùng thuốc không đó, thưa quý vị. Dạ vâng, như bác sĩ nói là cái loại thuốc này đó là cái tiêu chuẩn được dùng hiện nay là đối với những người bệnh nhân nguy kịch, nặng thì mới được dùng cái này như một cái biện pháp can thiệp khẩn cấp tức thì.
Tại vì đây là một cái loại thuốc cũng là khá mới và người ta cũng vừa thử vừa xem kết quả như thế nào. Chứ không phải là ai cũng dùng được, ở giai đoạn bệnh nào cũng dùng được, không phải như vậy. Ở giai đoạn đúng, là đúng. Tôi cũng xin nhắc lại là lúc trước đây khoảng đâu khoảng một tháng hay là hơn gì đó thì cũng đã được cái thuốc chloroquine cũng đã được điều trị khẩn cấp, cũng đã được điều trị thử nghiệm, cũng đã được y như thế này là thử nghiệm, và thử nghiệm nó kêu là trial đó, là thử nghiệm lâm sàng. Nhưng mà người ta thấy nó có một số những kêu là có những cái phản ứng phụ mà người ta nghi nguy hiểm, đó là cho tim. Đó, khi thuốc đó, đó hoặc là cái thuốc đó nó có thể phản ứng với một số cái thuốc nào khác đó, nó gây cho cái tim. Do đó người ta vẫn còn nghi ngờ, ta vẫn chưa có cái gì quyền là có cái quyết định cả, nhưng mà vẫn tiếp tục thử, vẫn tiếp tục thử nghiệm lâm sàng chứ không phải là ngưng, chưa có ngưng. Nhưng mà người ta thấy rằng là nó không có so với cái remdesivir này đó, remdesivir này nó có cái tốt hơn và ít cái nó kêu là cái phản ứng phụ. Phản ứng phụ của cái này là gì? Thứ nhất là nó làm tăng cái độ men, cái men gan của chúng ta. Thì cái gan của chúng ta đó, men nó có cái men ở nó kêu là cái ở trong máu đó, nó có lượng men gan mà nếu nó quá cái mức nào đó đó, mà nó quá cao đi đó thì chứng tỏ rằng là cái gan của chúng ta nó bị tổn thương hoặc là nó có những cái viêm nhiễm. Nhưng mà nếu mà chút đỉnh thì không sao. Những người thường của chúng ta, có nhiều người khi mà chúng ta uống một loại vài loại thuốc nào đó nó cũng tăng cái men gan nhưng mà nó không quan trọng. Nhưng mà nếu nó tăng quá cao lên thì ta phải ngưng liền, bởi vì nó có cái sự viêm nhiễm của cái gan thì người ta phải ngưng. Thì hiện tại đó, nó chưa đến cái mức như vậy. Người ta thấy rằng là những cái phản ứng phụ đó chưa, không có đáng gì cả, do đó người ta thấy không có gì quan trọng cả. Và những cái khác là nôn mửa, ói, và đôi khi nó làm cho cái huyết áp của chúng ta là thấp xuống hoặc là nó có những thí dụ ta run rẩy lạnh chẳng hạn. Nhưng mà những cái đó nó chỉ thoáng qua thôi chứ chưa phải là cái gì nghiêm trọng. Nếu trường hợp có phản ứng phụ nghiêm trọng đó, người ta không cho sử dụng nữa. Thế thưa quý vị, và cái kêu là cái khẩn cấp này đó, nó kêu là cái ủy quyền khẩn cấp này đó, nó bất cứ có thể ngưng bất cứ lúc nào. Bởi vì khi mà có những cái gì tác dụng phụ, tác dụng nó không đúng tiêu chuẩn đó, người ta cho ngưng ngay. Cho vâng, thì không có nghĩa là vĩnh viễn, thì ta cũng phải chờ theo dõi rất là kỹ. Thưa quý vị. Dạ, bác sĩ vừa nhắc tới một số cái phản ứng phụ của cái thuốc này. Thì ngoài cái phản ứng phụ đó thì cái loại thuốc này nó có chống chỉ định với những cái loại thuốc nào khác hay là những cái cơ chế bệnh tật nào có sẵn đối với người bệnh nhân hay không, thưa bác sĩ? Hiện tại đó thì cũng chưa có nghiên cứu đầy đủ hết, chưa có nói rõ. Như cái thuốc chloroquine nó có rõ ràng, nó có những cái tác dụng với lại những cái thuốc khác, một số loại thuốc, nhiều lắm, nhiều loại thuốc mà khi mà uống cùng dùng với lại chloroquine đó thì nó có gây tác dụng phụ. Được cái là chloroquine nó rất là rẻ. Rất là rẻ. Còn cái này tôi không biết là giá là bao nhiêu, nhưng mà tôi thấy bây giờ ở bên Bangladesh thì người ta đã bán rồi, người ta bán thuốc này rồi. Cái thuốc này người ta bán lậu rồi, thì như là 60 đồng hay là 50-60 đồng, nghĩa là không rõ ràng lắm, như đại khái là một mũi đó. Mình cái này là tiêm tĩnh mạch, tiêm tĩnh mạch trong vòng 10 ngày, từ 7 đến 10 ngày, thường là 10 đến 11 ngày. Thì đó thì có nghĩa là gì? Thì cái thuốc này nó tương đối nó mắc hơn là cái thuốc kia. Cái chloroquine thì rất là rẻ, nhưng mà chloroquine nó có nhiều cái tác dụng phụ đó, thưa quý vị. Dạ vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ nói từ đầu đó là cái loại thuốc này khi mà ứng dụng thử nghiệm thì thấy là nó rút ngắn được cái thời gian hồi phục của bệnh nhân COVID. Thay vì những người mà không dùng thuốc này thì 15 ngày hồi phục, thì những người được dùng thuốc này thì 11 ngày họ hồi phục, rút ngắn được khoảng 4 ngày. Dạ, thì cái cơ chế nó hoạt động như thế nào mà nó rút ngắn được 4 ngày như thế, thưa bác sĩ? Thì đúng như nãy tôi nói đó, là cái thuốc này khi mà đưa vào trong cơ thể đó, nó ngăn cản cái sự sinh sản của cái con virus. Bởi vì nếu con virus mà nó cứ tách làm đôi, làm đấy, nó cứ nhân lên hoài đó, nó nhân rất là nhanh. Là trong vòng một ngày nó là cả lan hết cả rồi, thì nó sẽ tác hại lên cơ thể rất là nặng nề. Nhưng mà nhờ đó, nó ngăn chặn không có cho cái con siêu vi này nó sinh sản ra nữa đó, thì đương nhiên là nó sẽ bớt đi, nó vẫn còn. Nhưng mà cái hiện nay đó, theo cái sự nghiên cứu thì nó giảm đi được khoảng mười mấy chục phần trăm nhanh hơn, cái phục hồi nó nhanh hơn so với là những cái người đó mà cũng điều trị như vậy, là thuốc đó nó kêu là thuốc giả dược, tức là cái thuốc đó không có gì cả, nhưng mà so đó thì nó tác dụng tốt hơn. Còn không điều trị gì cả đó thì nó cái phục hồi nó dài hơn hoặc là tử vong nó cao hơn. Thì đấy, thì cái đó là những cái mà nó vẫn chưa có được đầy đủ lắm, do đó chúng ta không thể nói được. Nhưng
mà nó có cái tương đối là có những cái tác dụng tốt hiện tại và không có những cái tác dụng phụ nhiều đó, thưa quý vị. Dạ. Như vậy thì FDA hiện bây giờ cũng vừa thử mà cũng vừa quan sát như thế nào? Như bác sĩ nói là trong cái thử nghiệm người ta cho một nhóm uống giả dược là cắt giả thôi, giả bộ thôi. Còn một nhóm là dùng cái thuốc này thì thấy có cái sự khác biệt, hồi phục nhanh hơn ít nhất là 4 ngày. Thưa bác sĩ, có những cái khuyến cáo lúc này như thế nào về cái loại thuốc này thưa bác sĩ? Cái thuốc này thứ nhất là không phải là bất cứ ai cũng được điều trị cả. Đó, những điều kiện là gì? Những cái người mà bệnh nặng và nhập viện, người lớn hoặc là trẻ em. Và nghi ngờ nhé, mình chưa có xét nghiệm đó, mà nghi ngờ mà nặng đó thì cũng có thể điều trị được. Với thứ hai là gì? Là xét nghiệm mà đã rõ ràng là đây là nó dương tính với lại con COVID-19. Đó, và thứ ba là trong những cái điều kiện, những cái bệnh viện lớn, những bệnh viện quan trọng. Chứ còn như giả sử như là bác sĩ như tụi tôi bây giờ đó mà không được phép ghi, bởi vì ta chưa có công nhận. Và có một cái điều kiện như nữa là FDA nó bắt buộc là bây giờ phải đưa ra những cái một cái loại thông tin cho người bệnh cũng như là bác sĩ ta biết rõ là cái này đó tác dụng ra sao, dùng như thế nào, trong bao lâu và cái tác dụng phụ nó như thế nào. Ở đó thì người ta phải cho tất cả mọi người biết cái điều đó, bệnh nhân cũng vậy, ta đọc ta biết rằng là nếu mà có những điều đó có chấp nhận hay không, bởi vì cái này là tình nguyện thôi. Cái người bệnh nhân nó có tình nguyện hay không? Tôi nói thí dụ bây giờ là ta chia làm hai nhóm, một cái nhóm 100 người tình nguyện, 100 người kia cũng tình nguyện, 100 người này thì người ta cho thuốc thật, một cái kia là thuốc giả dược. Đó, thì ta sẽ so sánh hai cái nhóm như thế nào? Thì lúc nãy chúng ta nói là cái nhóm mà được cho thuốc Remdesivir này đó là nó có tác dụng tốt hơn, thời gian phục hồi nhanh hơn. Và cái tác dụng phụ này kia nó cũng có nhưng mà rất là ít, thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hội rất nhiều về những thông tin về loại thuốc mới vừa được FDA, tức là Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, công nhận cho, chấp nhận cho sử dụng khẩn cấp để điều trị COVID-19 vì những tín hiệu khả quan ban đầu. Quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới bệnh này cũng như những bệnh khác xin vui lòng gửi dưới phần bình luận nhé. Trong lúc mình tiếp tục nói về COVID-19, thưa bác sĩ, ngoài cái thuốc điều trị thì mọi người dồn cái sự lo lắng quan tâm rất nhiều vào cái thuốc ngăn ngừa, tức là vaccine. Thì hiện bây giờ đã có những thông tin là có ít nhất là hai loại vaccine ứng viên đã được Mỹ bắt đầu cho thử nghiệm trên người. Thì bây giờ cho tới thời điểm này đã mấy tháng rồi, thì không biết là còn bao lâu nữa thì con người có thể có vaccine chống virus COVID-19, thưa bác sĩ? Dạ thưa, hiện tại thì nó có hai cái hãng lớn đó. Thật sự ra thì từ lâu rồi có rất nhiều hãng, nó kể cả 100 hãng á, là nó đưa ra những cái loại cái vaccine và đang để thử nghiệm. Nhưng hiện tại nó có hai cái loại mà tương đối có cái tiềm năng tốt. Đó là một cái hãng là do Pfizer của Mỹ, cũng như là một cái hãng của Đức đó là BioNTech. Đó là hai cái hãng này nó đưa ra một cái loại vaccine đó. Thì bây giờ người ta cho rằng là có thể nó có hiệu nghiệm, nó có sẽ được dùng vào trong cuối năm nay. Do đó vì chúng ta thấy Tổng thống Trump cũng nói là hy vọng là có cái thuốc chủng ngừa vào cuối năm nay. Thưa quý vị, cái thuốc chủng ngừa nó rất là quan trọng, bởi vì điều trị đó như vậy nó không thể điều trị hết được, nó chỉ có một phần nào thôi, người ta vẫn có thể tử vong mà vẫn là tốn kém. Nhưng cái quan trọng là phải chủng ngừa. Chúng ta biết rằng là cái dịch kêu là dịch cúm của Mỹ đó, hàng năm đó nó giết cả mấy chục ngàn người đó, nhưng người ta không sợ, bởi vì là gì? Bởi vì nó có chủng ngừa. Người nào xui lắm á, thì nặng gì đó thì mới có tử vong mà thôi. Còn nói chung đó thì người ta có thể chủng ngừa được. Tuy nhiên cái điều trị vẫn chưa có điều trị được ngay cái thuốc ngay cái kêu là cúm mùa đó. Chúng ta điều trị rất là khó, bởi vì chỉ trong 24 tiếng đồng hồ cái thuốc đó chúng ta có thể xài được. Sau đó là không có tác dụng nữa. Thì hiện nay đó, do đó nếu mà cái Remdesivir mà thành công thì cũng tốt thôi, cũng có thể điều trị được, nhưng mà cái chủng ngừa vẫn là quan trọng. Thì như chúng tôi vừa nói đó là có hai cái hãng lớn là Pfizer ở Mỹ và BioNTech của Đức đó, thì đã đưa ra hai cái loại thuốc ngừa. Ngoài ra thì còn khoảng là rất là nhiều, có thể là cả trăm nữa cơ, cả trăm cái loại thuốc khác nhưng mà chưa có cái tiềm năng tốt. Thì nói chung đó thì nó có ba cái tác dụng. Những cái thuốc chủng ngừa đó người ta dựa vào những cái tác dụng sau này. Thứ nhất đó là cái loại một đó là nó có thể giúp cho cơ thể của chúng ta cái sức đề kháng chống lại cái con virus đó. Cái loại một đó là loại thông thường nhất từ xưa đến giờ. À, cái
Tôi xin nhắc lại, đó là nó giúp cho cơ thể của chúng ta sinh ra cái đề kháng, có thể là sinh ra cái chất antibody đó, kháng thể để chống lại cái con virus. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nó tạo ra một cái con virus ở trong máu mà nó chống lại con virus này. Hai con đánh lộn. Tuy nhiên là nó thắng, nó mà coi con mới này nó mạnh hơn, nó sẽ giết được cái con là COVID-19. Và cái thứ ba đó, nó ở trung dung, nó vừa với sinh ra cái sức đề kháng, tạo cái đề kháng cho cơ thể của chúng ta, và cũng tạo ra để làm sao giúp lại để chống cái con virus đó. Thì đấy cái nguyên tắc, tôi chỉ có nói tổng quát như vậy và thôi, nhưng mà tất cả đều nó dựa trên nguyên tắc như vậy. Thì hai cái thuốc vừa qua đó, hai cái hãng vừa qua đó, nó có cái tiềm năng rất là cao, và người ta có thể là sẽ được FDA approve vào có thể tháng 10 hay bao nhiêu đó, nhưng mà cuối năm nay đó thì kể như là có thể áp dụng được. Mà đây là một cái sự, cũng là cái loại mà phải nói đặc biệt, bởi vì nếu mà điều trị theo như mình tìm hiểu, theo như là xưa đây đó, nhiều khi phải tốn vài năm, tốn vài năm chứ không phải là chỉ có vài tháng đâu. Nhưng mà trường hợp đặc biệt đó, người ta chế tạo có một cái loại đó, người ta không phải đòi hỏi phải lâu như thế, không đòi hỏi phải là kéo dài 1 năm 2 năm, thì có thể là trong vòng 1 năm, xin lỗi quý vị, là 1 năm có thể được, tức là cuối năm nay. Đấy cũng là cái tin mừng, nhưng mà cho đến lúc này thì chúng ta cũng chưa có thể nói rõ được như thế nào, chúng ta vẫn phải chờ đợi đó, thưa quý vị. Dạ, bác sĩ vừa trình bày những cái loại vaccine, tức là những cái thuốc để ngừa cái bệnh này, tại vì người ta nói rằng là có thuốc chữa mà không thuốc ngừa thì cũng không có thay đổi được cái cục diện. Tại vì mình chỉ có chữa, tức là nó vẫn cứ sinh ra cái bệnh đó để mình chữa hoài, mình phải ngừa nó thì nó không có cái bệnh đó nữa thì mới yên tâm được. Thì những cái vaccine hiện bây giờ, trong số rất là nhiều những vaccine đang được thử nghiệm, thì có hai loại, hai ứng viên đang được kỳ vọng rất là nhiều và đang được thử nghiệm trên người ở Mỹ. Thì như bác sĩ cũng có nói là có những cái nguyên tắc mà vaccine nó hoạt động, nó can thiệp vào với cơ thể của mình để chống lại virus, theo ba nguyên tắc mà bác sĩ nói. Thì trong ba nguyên tắc đó thì có những cái lợi, cái hại như thế nào đối với từng nguyên tắc, thưa bác sĩ? Tôi cũng quên, tôi xin bổ túc thêm là có một cái hãng khác đó mà cũng đã ta cho thử nghiệm từ lâu rồi, tức là từ đầu năm cơ, đó là cái hãng nó kêu là Moderna, Moderna đó, đã cũng đang thử nghiệm một cái vaccine đó, và cái này cũng có tiềm năng. Nhưng mà hai cái trên kia thì thấy, người ta đã thấy có tiềm năng lớn đó. Thì cái Moderna này cũng đã được thử nghiệm từ lâu rồi, thì hy vọng rằng là có nhiều cái vaccine mà có thể giúp được cho để ngăn ngừa cái bệnh dịch COVID-19 này. Cái vấn đề như nãy tôi nói đó, là cái chức năng, cái cơ năng để làm việc đó là như vậy. Một đó là nó có thể là nó ngăn cản cái sự sinh sản của con virus. Thứ hai là nó cho một cái loại virus vô đó để mà chống lại con virus thì là COVID-19. Và thứ ba là nó trung dung giữa cái hai thứ đó. Thì hiện tại đó, người ta cũng vẫn có những chống và ủng hộ và chống. Thì nó đương nhiên là cái ngành khoa học á, cái gì 100% á, không có gì 100% cả. Nó vẫn có những cái, ví dụ cho nó 70% là tốt rồi, hay là 80% là tốt rồi đó. Thì còn lại 20-30% thì có những cái có thể là những nó không có hiệu nghiệm. Hay là nó có những cái tác dụng phụ. Có một cái loại mà trước đây đó người ta thử đó, tôi cũng quên cái tên, để thử để mà chủng ngừa một cái loại cũng là dịch đó, thì rất là tốt người ta. Nhưng mà đến về sau người ta mới tìm thấy rằng là những trẻ em dưới 9 tuổi đó là có thể những cái tác dụng, nó có tác dụng phụ. Tức là kể đâu 5-10 năm sau người ta mới tìm thấy được, tức là phải có cái thời gian thì người ta mới xác nhận rõ được. Thì khi nào mà có được những cái xác nhận mới, có những cái về những cái tác dụng phụ mới, thì người ta lại công bố, người ta lại làm một cái box á, nghĩa là ở trong những cái tin tức á, mà về cái những cái thuốc chủng này hay là bất cứ cái thuốc nào uống, nó có kêu là nó cái box, nó kêu là black box, ta là để mà warning, phải cẩn thận. Đấy, những cái đứa trẻ dưới 19 tuổi không được cái thùng dùng cái thuốc đó, thì cái này cũng thế thôi. Nhưng mà hiện tại thì người ta chưa có đủ dữ kiện để người ta nói rõ hơn. Tuy nhiên thì đây là cũng là một cái tiềm năng lớn, ít ra thì nó cũng đã mở ra cho chúng ta một cái chân trời mới để mình có thể chúng ta ngăn chặn được cái dịch bệnh này. Ngoài những cái chuyện mà chúng ta cũng thấy rằng là đa số 80% những cái bệnh này đó, những cái người mắc bệnh đó thì tương đối rồi cũng khỏi. Đó, chỉ có 20% có thể nó có những nguy cơ cao, nhất là những người cao tuổi. Đó, thì quý vị chắc là cũng đã biết rồi, thì những tin tức đã cho chúng ta biết. Thì cộng lại những cái thuốc mà chúng ta sắp sửa đây thì có thể đó là một cái tin mừng cho chúng ta.
và chúng ta có quyền tin tưởng, bởi vì khoa học đó, với sự nỗ lực của thế giới và nhất là của Hoa Kỳ đã bỏ biết bao nhiều tiền lắm để mà tìm ra những cái phương thức này. Nghĩa là tư nhân cũng có, đây là sự hợp tác của tư nhân và của các cái cơ quan mà của chính phủ. Bởi vì chính phủ cũng đưa rất là nhiều tiền, quý vị, hàng tỷ, chứ không phải là ít tiền đâu, chứ không phải là chỉ có triệu triệu đâu, không có. Thì như thế đó, cái sự hợp tác của thế giới, của khắp nơi trên thế giới cũng như là ở tại Hoa Kỳ, thì chúng ta có thể đưa ra được một cái loại chủng ngừa thuốc để điều trị, thứ hai là cái thuốc chủng ngừa. Thì đấy là chúng ta có quyền hy vọng đó, thưa quý vị. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nói là có 3 nguyên tắc hoạt động của vaccine để can thiệp vào chống lại cái COVID-19. Thì theo 3 nguyên tắc đó thì bác sĩ nói là cái nào nó cũng có lợi, không có cái nào cũng có hại. Nhưng mà hiện tới cho tới thời điểm này đối với COVID-19 đó, thì 3 nguyên tắc này có cái nguyên tắc nào mà thấy lợi nhiều hơn hại chưa, thưa bác sĩ? Thì có lẽ cái này nó cũng chưa có đầy đủ lắm, thành ra tôi không thể nói hơn được. Đó, tuy nhiên thì cái nó người ta nói là pro and con, ủng hộ và chống, thì nó có cái tốt có cái xấu, thì nó có đi vào chi tiết quá rồi. Vâng, đi vào chi tiết có lẽ chúng ta cũng để dành chúng ta để mà trả lời hoặc là câu hỏi những câu hỏi khác đó. Còn đây nó đi vào chi tiết quá rồi, thì có thể nhân dịp nào khi có đầy đủ rồi đó, chúng tôi sẽ trình bày hơn nữa nếu quý vị nào muốn tìm hiểu thêm. Và nó cũng có những cái tin tức đó, chúng quý vị có thể tìm đi vào trong cái CDC đó, hay là FDA chẳng hạn, thì nó cũng có những cái tin tức về cái việc thuốc ngừa, thuốc chủng ngừa cũng như là thuốc điều trị đó quý vị, là cũng có tin tức đầy đủ hết. Bởi vì thế giới này là cái thế giới mà truyền thông xã hội, do đó là những cái đó là các chính phủ người ta không có giấu, ta không có giấu giếm gì cả. Vì giấu giếm á thì nó rất là bất lợi, bởi vì những người khác người ta không biết, người ta không tìm ra được cho mình thêm được những ý kiến khác. Mọi người đều có những ý kiến khác nhau, mà nếu chúng ta để mọi người cùng biết đó, thì tất cả đều có những sáng kiến và tạo nên ích lợi cho thế giới, cho chung của loài người, chứ không phải là chỉ có một cái nhóm nào đó, thưa quý vị. Yeah. Bác sĩ có nhắc tới hai trang web của hai cơ quan CDC, tức là cơ quan Trung tâm Phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh của Mỹ, và FDA, tức là cơ quan quản lý dược phẩm, thực phẩm của Mỹ. Đó là hai cái trang web mà quý vị có thể tham khảo rất là nhiều những cái thông tin minh bạch về cái COVID hiện nay, tiến trình vaccine như thế nào, thuốc men chữa trị ra làm sao. Dạ, thưa bác sĩ. Đó có một cái nữa là NIH, NIH, đó là những cái này là cái cơ quan này đặc biệt đó, là người ta đang những ấn định ở nơi nào điều trị là cái cơ quan đó. FDA là cao hơn, phải không? Nhưng mà những cái cơ quan là NIH, tiếng Việt là NIH, là quý vị cứ đánh lên là thế nào cũng có, nó có đầy đủ trong đó cả đó, thưa quý vị. Người ta nói là lúc lâm sàng thử như thế nào họ ta nói rõ lắm, bao nhiêu kê, bao nhiêu trường hợp, người ta cho mình biết hết à. Đó, để như dĩ nhiên là mình đọc thì mình không hiểu nếu mình không biết chuyên môn đó, thưa quý vị. Dạ, đó là lý do vì sao mà quý vị nên trở lại chương trình hàng tuần tối thứ tư, bắt đầu từ 10:30 tối giờ Việt Nam, tối thứ tư hàng tuần, để chúng tôi có cơ hội giải thích thông tin và dẫn giải cho quý vị những cái chi tiết cụ thể về COVID-19 trong lúc này đối với các vị chuyên gia khắp nơi trên thế giới. Thưa bác sĩ Hội, mình nói về cái thuốc trị COVID-19 lúc này, một loại thuốc rất khả quan là Remdesivir. Mình nói về những cái vaccine, nhưng mà cái câu hỏi của mọi người lúc này là chừng nào có vaccine, chừng nào, nhanh nhất là chừng nào, cho tôi một cái thời gian để tôi có thể kỳ vọng. Thì giới chuyên môn lúc này có thể nói gì về cái thời gian đó? Dạ, theo những cái nguồn tin mà kêu là lạc quan đó, thì là cuối năm nay, đấy là lạc quan đó. Chứ còn bi quan người ta nói là có thể nó chậm trễ. Do đó là quý vị có thể lạc quan là cuối năm nay, chứ sớm hơn thì hơi khó. Dạ. Vâng, thì chúng ta là cuối năm nay, thì bây giờ là tháng 5 rồi, thì chúng ta có chừng 5-6 tháng nữa, thì chúng ta cuối năm thì có thể tháng 10, tháng 11, tháng 12. Vâng, cái đó thì mình không biết được, nhưng mà đó là lạc quan. Nhưng mà nếu mà đôi khi nó có những cái trở ngại đó thì có thể là trễ hơn. Do đó, thì cho chúng ta vẫn phải tiếp tục phòng ngừa, dùng những cái phương thức hiện nay mà mọi người cũng biết là phòng ngừa cho cái cơ thể của chúng ta, cá nhân của chúng ta, cũng như là cách xa, cách ly của xã hội, vân vân. Những cái đó là quý vị đều biết cả rồi. Chúng ta nên giữ cái đó, chúng ta không nên coi thường. Dù mặc dù đi ra ngoài đường, chúng ta nên đeo cái khẩu trang. Ở nơi nơi người ta khuyên như vậy, mặc dù là không có ai cả nhưng mà mình vẫn đeo. Thì như thế nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta hơn. Đấy, chúng ta không phải chờ dựa vào trong cuối năm nay, thì trong lúc này từ giờ đến cuối năm thì sao? Cái đó chúng ta cũng cần phải giữ tất cả những cái
khuyến cáo của nhà cầm quyền, cơ quan y tế v.v. Dạ, thứ nhất là cái quan trọng nhất hiện bây giờ là giãn cách xã hội đó, phải giữ một cái độ cách ly cố định tối thiểu cũng phải là 2 mét để tránh cái sự lây lan bệnh tật. Dạ, thưa bác sĩ, lúc này David Trần hỏi là trước khi FDA chấp thuận cho cái thuốc Remdesivir đó, thì nhiều bác sĩ đã chứng minh là bệnh nhân dùng cái thuốc chống sốt rét cộng với lại zinc thì thành công 100%. Thì xin hỏi bác sĩ, tại sao FDA chưa có chấp thuận cho cái phương cách đó mà không chấp thuận cho cái loại thuốc Remdesivir? Dạ, cái nói rằng là 100% đó là những cái người ta tự đưa lên thôi, những cái người ông bác sĩ nào đó nói thôi, chứ còn FDA nó chưa bao giờ nói là 100% cả. Đó, cái đó, do đó 100% có nghĩa là gì? Nghĩa là đã xác nhận và đã qua các cái thủ tục mà nó kêu là cái tiêu chuẩn nó kêu là luôn luôn là phải khách quan. Đó, chứ mình không có chọn bệnh nhân. Vâng, mình không có chọn, mình chọn bệnh nhân là theo tiêu chuẩn đó thôi, khách quan. Và thứ hai đó, nó kêu là nó phải chia làm hai cái nhóm, một cái nhóm là chỉ thật, cái nhóm kêu là giả dược, thì như thế nó so sánh với nhau, nhưng mà phải đủ cái thời gian. Kêu ông bác sĩ gì ở bên Pháp ấy, chỉ có 30 bệnh nhân à, thì làm sao mà đủ, không thể nói được, cái đó là không thể nói 100% được. Do đó chúng ta quên đi cái chuyện kia là đã kết quả 100%, không có. Cho dù ông ấy nói rằng là mấy chục bệnh nhân của ông ấy đó là cũng kết quả cũng là 60-70%, 70-80 gì đó, nhưng mà cái đó là nó vẫn là một cái hình thức nó chủ quan thôi, chứ nó không có phải khách quan, phải hoàn toàn khách quan thì mới được. Do đó đấy, như chúng tôi nói đó, là cả năm hoặc vài năm, chứ có nhiều khi 5-10 năm đó, chứ phải là chỉ có vài tháng hay là một cái trường hợp đó mà nói là khách quan. Và ngoài ra chúng ta cũng phải cẩn thận như thế này, đôi khi đó chúng ta có những người chủ quan. À, hoặc là có những hãng đó, nó đương nhiên hãng của mình chế ra đó thì phải tốt chứ gì, phải không? Luôn luôn là cái của tôi tốt hết. À, nhưng mà cái đó là không được, cái đó là nó không có khách quan. Thì cái hãng này chế ra thuốc này thì đương nhiên là nói tốt, nhưng mà do đó cái FDA của cái chính phủ, cơ quan chính phủ, người ta xét coi anh làm có đúng hay không, anh nói có đúng hay không, hay là anh chỉ phóng đại lên. Do đó chúng ta phải nghĩ trong đầu là tất cả đều có những cái phần thương mại nữa. Bởi vì cái cơ quan nào đó, hãng nào mà nó chế ra được đó, thì chắc chắn đó, nó cũng tạo nên một cái tương lai là về cái vấn đề tài chính rất là tốt. Tuy nhiên nó là như vậy thôi, họ bỏ tiền rất là nhiều. Do đó chúng ta nghe ai nói rằng là 100% thì cái đó xin mình phải xét lại. Mình coi cái đó là nó chỉ là chủ quan thôi, không phải là khách quan đó, thưa quý vị. Câu hỏi của Nguyễn Thanh Thủy là tôi có đọc ở đâu đó cho thấy là virus Vũ Hán là nó không sinh sản tự nó, mà nó bám vào tế bào của người, rồi tế bào của người đó sẽ nhân đôi. Vậy thì cái nào đúng, thưa bác sĩ? Chính con virus sẽ nhân đôi hay là... Dạ. Tôi không nghe rõ, xin hỏi lại cái câu hỏi đó nha. Dạ, tôi có đọc thông tin là virus corona đó là nó không tự sinh sản mà nó bám vào tế bào của người, rồi cái tế bào của người sẽ nhân đôi. Thì cái lý thuyết nào đúng, thưa bác sĩ? Tự con virus đó nhân đôi hay là nó bám vào tế bào của mình nhân đôi? Dạ đúng. Là cái con virus này, nói chung các cái virus ấy, nó kêu là bám vào một cái, nó kêu là một cái host nào đó, một cái host, một cái chủ thể nào đó, chứ không phải tự nó sinh sản được. Giờ thảy ra ngoài không khí lát nó chết rồi, có thể một thời gian ngắn rồi nó cũng chết, nhưng mà nó phải bám vào trong tế bào của người, của động vật, hoặc là kể cả thực vật. Nó có nhiều loại khác nhau, thì nó phải có cái tế bào đó, thì nó ở trong đó nó mới sinh sản được. Thì đúng, những cái đó là quý vị đọc thế là đúng, chứ nó không phải là tự nó sinh sản ra giống như là một cái cá thể bên ngoài, không. Nó phải đi vào, nó kêu là parasite, là như vậy. Parasite tức là nó là ăn bám, nó phải có một cái người nào đó, có một cái tế bào nào đó của người hay động vật hay là thực vật đó, nó ăn bám vô đó thì nó mới sinh sản được, thưa quý vị. Dạ vâng, có một câu hỏi ở đây là không biết là tình hình dịch bệnh COVID tại Mỹ hiện bây giờ như thế nào, thưa bác sĩ, có thể tóm tắt một chút. Thưa thì đương nhiên là chúng ta cũng có theo dõi qua nhiều cái cơ quan, thì cái cơ quan mà chúng ta thường dùng nhất đó là nó kêu là của cái bệnh viện John Hopkins. Ngày hôm nay đó thì ở trên thế giới là 3,7 triệu người mắc bệnh đã được công nhận. Đó, được công nhận. Và nếu mà ở Hoa Kỳ đó là 1,2 triệu, nhưng mà nếu đó mà ở Âu Châu và cộng lại đó thì hơn Hoa Kỳ nhiều. Vâng, đó còn cái tử vong thì cả trên toàn thế giới bây giờ là
để tôi coi cái này nó che. Vâng, là tổng cộng là 258.000, coi là 260.000 người tử vong. Thì trong khi đó đó, ở Mỹ đó thì là 70.000. Mỹ, Âu Châu và cộng lại thì hơn 70.000. Vâng, nếu mà nhiều nước, nước Ý này, nước Tây Ban Nha này, nước Pháp này, nước Anh này, vân vân, nói chung thì nước nào cũng cả chục, 20.000 hết à. Thì sẽ cộng lại đó là khoảng là cũng hơn nước Mỹ nhiều. Nói chung á thì là cao đó. Nói chung là cái con số chết cũng là cao đó. Thì nhưng mà những con số chết thường thường là những người già, những người có cái bệnh sẵn rồi. Đó, thì nếu mà không chết kỳ này thì rồi cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn nữa cũng có thể tử vong thôi. Thì cái đó thì còn cái người trẻ thì tương đối nó ít hơn, rất là thấp đó, thưa quý vị. Dạ, cái số nhập viện hiện bây giờ mà đã họ vào bệnh viện rồi hoặc họ vào phòng cấp cứu rồi đó, thì những con số đó họ đang được điều trị, thì cái hy vọng mà sống còn nó cũng không có nhiều, tức là đã nguy kịch, đã nhập viện rồi đó, thì là cái tính mạng của họ cũng đã không có được bảo đảm lắm. Thì cho nên người ta tính cho con số tử vong hiện bây giờ đó là người ta thấy có nhiều khả quan nhất là nếu như cái số nhập viện nó giảm đi thì họ thấy cái tín hiệu khả quan, chứ còn vẫn tiếp tục cái số nhập viện nó càng cao hoặc là nó vẫn đều đều như vậy thì họ chưa có mấy tin tưởng là dịch đã qua đi, và họ chỉ nhìn vào cái số nhập viện mới thì họ đánh giá tình hình mà thôi. Chứ còn những người đã nhập viện nguy kịch rồi đó thì cái sự tử vong đó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ có, tiếp tục có những cái ca tử vong mà thôi. Thành ra hiện bây giờ mọi người vẫn phải lưu ý hết sức về cái vấn đề là khoảng cách xã hội đối với COVID-19 này. Dạ, thưa bác sĩ Hội, một câu hỏi nữa, mọi người cũng thắc mắc mấy lâu nay rồi, nhưng mà nhân cái chương trình mình đang nói về những cái đối tượng bị COVID-19 tấn công mạnh nhất, người già, người có bệnh sẵn, thế còn con nít nó không có nhiều cái sự che chắn bảo vệ từ cái hệ miễn nhiễm, nó còn non sơ, tại sao con nít thì lại được gọi là an toàn hơn trong cái đại dịch COVID-19, cái sự giải thích của giới chuyên môn như thế nào thưa bác sĩ? Thì người ta cũng chưa chứng minh được, mà tuy nhiên thì thấy rằng là những cái người mà dưới 19 tuổi thì ít lắm, dưới 19 tuổi thì bị ít, nhưng người ta cũng đang tìm ra là thấy rằng là ở dưới khoảng như là mấy tháng tuổi đó thì cũng có thể là có bị nặng đó, do đó cũng cẩn thận phải bảo vệ các cái cháu, chứ không phải là bảo ồ trẻ như vậy thì mình không có lo, không thì chúng ta cũng phải cần phải bảo vệ đó. Tuy nhiên người ta chưa có chứng minh được tại sao, chưa chứng minh được là tại sao mà lại cái những cái người trẻ đó thì cái tử vong nó lại thấp như vậy, và những người lớn tuổi đó, thì có lẽ là những người lớn tuổi đó là do cái phổi đó, thì cái con virus này nó tấn công cái lá phổi, thì cái lá phổi đó mà nếu mà những cái người lớn tuổi thì đương nhiên thì giống như là cái sơ mướp vậy đó, cái mướp ấy, trái mướp ấy, thì nó thành sơ rồi, thành nó thở khó và nó khó lắm. Thì như thế là khi mà con virus nó tấn công vào cái tế bào phổi đó thì cái tuổi lớn tuổi đó nó dễ bị hơn, và với lại những cái người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, những bệnh kinh niên đó thì đương nhiên là dễ bị tấn công hơn. Còn những cái giới trẻ đó dù sao đó là, nhưng mà nếu mà những cái người trẻ mà mắc bệnh cũng có thể bị giống như người lớn vậy đó, do đó thì chúng ta cũng chưa có thể giải thích được hết tất cả, bởi vì nó còn quá sớm, mấy tháng à, vâng, coi như từ tháng Giêng đến giờ thôi. Và cái bệnh này nó phát xuất ở Vũ Hán từ có thể là từ tháng 11, nhưng mà người ta không biết hoặc là người ta không có báo cáo đó, nhưng mà chính thức thì nó từ tháng Giêng đến cho nên bây giờ nó chỉ có khoảng 4 tháng mà thôi. Vì thế chúng ta cũng chưa có rõ lắm, nhưng mà ta biết rằng là nó cái nguy cơ cao là ở những người lớn tuổi, nó vào khoảng trên 20%, từ khoảng 20% hoặc là còn tất cả 80% đó thì tương đối nó nhẹ hoặc là có thể khỏi hẳn. Đấy cũng là tin mừng cho chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hội rất là nhiều. Hiện bây giờ cái khó khăn lớn nhất của giới chuyên môn trong cái đại dịch COVID này đó không phải là khó khăn về tài chính hoặc là về thiết bị bảo hộ, mà là cái sự khó khăn về cái kiến thức, cái sự hiểu biết đối với một cái loại vũ khí sinh học quá mới mẻ mà người ta chưa biết nhiều về nó, vừa phải trị, vừa phải học thêm, vừa phải tìm hiểu để chống chọi với nó. Thành ra cái đó là cái khó khăn lớn nhất, mà trong lúc này để đương đầu với sự khó khăn đó là chỉ có một cách là chúng ta đề cao cảnh giác tối đa, giữ khoảng cách để ngăn ngừa bệnh tối đa, chứ còn chưa có một câu trả lời nào xác đáng là nó, cái con virus này sống được bao lâu ở trong không khí, trong nước, trong hơi thở, trong tiếp xúc, không có ai có được câu trả lời chính xác 100%. Vì vậy nó nguy hiểm là vì nó vô hình, nó nguy hiểm là vì có rất nhiều những câu hỏi chưa có đáp án về nó. Cho nên là giới chuyên môn lúc này khuyến cáo chúng ta phải cẩn thận, tránh bệnh cho mình và tránh lây nhiễm cho người khác bằng cách giữ khoảng cách xã hội, che chắn bảo vệ mình. Và nhất là trong ăn uống tiếp xúc, rửa tay thường xuyên,
tránh dụi mắt, dụi mũi, dùng cái tay của mình đưa lên mắt, mũi, miệng. Thì đó là những cái con đường lây bệnh chính. Mà mình bảo vệ được cho mình thì mình cũng bảo vệ được sức khỏe cho cộng đồng. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi cập nhật thường xuyên các thông tin về COVID-19 mỗi buổi tối thứ tư trong chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp trên đài VOA bắt đầu 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ tư hàng tuần. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều và xin cảm ơn bác sĩ Hội. Dạ, xin kính chào toàn thể tất cả quý vị khán thính giả cũng như là cảm ơn cô Trà My và đài VOA. Dạ, chúng tôi có chương trình hỏi đáp trực tiếp như thế này về di trú Hoa Kỳ vào tối thứ năm ngày mai cùng giờ này, mong quý vị đón xem nhé. Và trong mỗi chương trình quý vị bấm like là thích, share để chia sẻ để chúng ta giữ lại thông tin này và lưu truyền cho nhiều người cùng biết nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin hẹn gặp lại.